Trạng thái bình thường mới do tác động của dịch Covid-19 khiến cho nhiều hoạt động, kế hoạch ở mọi lĩnh vực bị chậm lại. Với ngành văn hóa, thể thao và du lịch, sau khi các đường bay quốc tế dần mở lại, một trong những kế hoạch quan trọng chính là chuẩn bị cho Đại hội Thể thao khu vực Đông Nam Á SEA Games 2021. Sự kiện còn có giá trị quảng bá hình ảnh Việt Nam sau đại dịch đến với bạn bè quốc tế. Và người sẽ cùng đồng hành với tôi ở một chuyện trong ngày hôm nay xin được giới thiệu biên tập viên Phú Dũng. Và xin chào anh Dũng ạ. Anh Dũng thân mến, do những ảnh hưởng của dịch Covid-19 mà hiện nay cả các sự kiện thể thao lớn trên thế giới như là Olympic thì cũng đã bị hoãn lại và chưa biết bao giờ thì sẽ quay trở lại. Chính vì vậy mà việc sau khi vượt qua những ảnh hưởng của dịch bệnh mà Việt Nam tổ chức được thành công SEA Games thì sẽ được ghi nhận là chúng ta đã có công tác tổ chức tốt các sự kiện thể thao lớn của thế giới, đúng không ạ? Và anh có thể cho quý vị khán giả được biết rằng là những ảnh hưởng của dịch Covid-19 thì đã ảnh hưởng như thế nào đến công tác chuẩn bị của nước chủ nhà Việt Nam, khi mà tôi biết rằng là đến hiện giờ thì vẫn chưa được nhóm họp chính thức với ban tổ chức. Vâng, đúng là để tổ chức một sự kiện lớn và quan trọng như là SEA Games sẽ diễn ra vào tháng 11 năm tới thì chúng ta cần rất nhiều thời gian cũng như là nguồn lực. Và thực tế thì vì ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 nên là cái kế hoạch của chúng ta cũng đã bị chậm lại vài tháng rồi. Và bây giờ thì chúng ta đang phải chạy đua với thời gian. Và kính thưa quý vị, theo kế hoạch thì 2 ngày nữa, tức là ngày 29 tháng 9 thì phiên họp đầu tiên của ban tổ chức đại hội mới được diễn ra. Ở đó thì nhiều vấn đề trọng tâm đang được dư luận quan tâm cũng sẽ được giải quyết phần nào. Và để cho quý vị và các bạn có cái nhìn cụ thể hơn về nỗ lực hiện nay của các bộ ban ngành liên quan thì chúng ta hãy cùng đến với cuộc trao đổi của phóng viên VTC với ông Trần Đức Phấn, Phó Tổng cục trưởng phụ trách Tổng cục Thể dục Thể thao. Vâng, xin chào ông. Chỉ còn ít ngày nữa thì phiên họp đầu tiên của ban tổ chức SEA Games sẽ được diễn ra. Vậy những nội dung lớn nào sẽ được thông qua trong cuộc họp này? Trong cái phiên họp đầu tiên này thì bộ phận thường trực của Tổng cục Thể dục Thể thao sẽ báo cáo với ban tổ chức những cái nội dung liên quan đến công tác chuẩn bị và tổ chức SEA Games. Trong đó có 4 nội dung chính. Nội dung thứ nhất liên quan đến vấn đề chuyên môn, cũng liên quan đến công tác của đại hội thì còn một mảng nữa, tức là Paragame thì cũng sẽ được báo cáo ngay ở trong đại hội. Một cái nội dung thứ hai là thông qua cái quy chế làm việc của ban tổ chức. Cái nội dung thứ ba là sẽ báo cáo ban tổ chức về cái việc thành lập các cái tiểu ban. Thì trong đó chúng ta có khoảng 10 tiểu ban và một văn phòng điều hành chung cho cái hoạt động của ban tổ chức SEA Games. Vấn đề thứ tư ấy, chúng ta cũng báo cáo với ban tổ chức về cái quá trình mà chuẩn bị xây dựng cái logo, mascot, bài hát và cái khẩu hiệu của SEA Games, trong đó cả cái việc chúng ta chuẩn bị cho cái bộ nhận diện của đại hội. Trong bối cảnh cả thế giới bị ảnh hưởng nặng nề bởi Covid-19, vậy theo ông đâu là những khó khăn nhất trong công tác chuẩn bị cho SEA Games 31 sắp tới ạ? Thì hiện nay do cái tình hình dịch Covid nó nảy sinh như vậy cho nên là cái kế hoạch nó cũng có cái sự xáo trộn và chậm lại so với kế hoạch. Thì hiện nay là chúng tôi cũng đã điều chỉnh cái kế hoạch và phải tăng tốc cái việc chuẩn bị lên, có thể nói là bây giờ là phải chạy đua với thời gian. Trong khi Việt Nam cũng như là các nước trong khu vực đang phải căng mình để phục hồi kinh tế sau Covid-19, vậy đây có phải là nền tảng để ban tổ chức hướng đến việc tiết kiệm nhưng mà hiệu quả ở kỳ SEA Games 31 lần này không ạ? Đối với ngành thì chúng tôi cũng đã có một cái bản dự toán, khái toán để tổ chức SEA Games trong điều kiện là tiết kiệm nhất. Vì tất cả những cái liên quan đến cơ sở vật chất kỹ thuật của SEA Games thì hầu như chúng ta không có xây dựng cái gì cả mới, kể cả đối với các địa phương, chỉ là các cái cơ sở mà chúng ta nâng cấp, sửa chữa để nó đảm bảo các cái tiêu chuẩn liên quan đến công tác tổ chức. Vì là sau gần 20 năm khi chúng ta tổ chức SEA Games lần đầu thì chúng ta cũng đã tổ chức một số các cái đại hội khác, thì về cơ sở vật chất kỹ thuật thì nó cũng có những cái ảnh hưởng nhất định mà chúng ta cần phải có cái thay thế. Còn lại quan điểm ấy là không sử dụng thêm bất kỳ một cái loại kinh phí nào bổ sung cho cái hoạt động của SEA Games mà khi chúng ta đã có cái dự toán ngay từ đầu, chứ không phải khi chúng ta có dịch chúng ta mới ấy. Nhưng trên quan điểm là tiết kiệm và vẫn hiệu quả. Vâng, một lần nữa xin cảm ơn ông về cuộc trò chuyện ngày hôm nay. Như vậy là sẽ có 4 vấn đề lớn được thống nhất sau cuộc họp lần đầu tiên của ban tổ chức SEA Games 31 vào ngày 29 tháng 9 tới. Ngoài những vấn đề liên quan đến chuyên môn, địa điểm, tiết kiệm kinh phí như ông Trần Đức Phấn vừa thông tin, trên các diễn đàn thì dư luận cũng như là mạng xã hội thời gian gần đây còn bàn tán sôi nổi và tranh cãi về linh vật của đại hội. Phải qua một cuộc thi thì những mẫu linh vật cuối cùng mới lộ diện, đó là nghê cười, là hổ và sao la. Tuy nhiên nhiều khả năng thì loài vật trong sách đỏ thế giới và chỉ xuất hiện cá thể ở Việt Nam là sao la sẽ được lựa chọn. Và rất nhiều người Việt Nam còn rất mơ hồ về loài vật quý hiếm này, như ở khía cạnh thiên nhiên, môi trường và du lịch, thì đây được xem là biểu trưng của Việt Nam. Vì vậy, vì sao là những tranh cãi sôi nổi, chúng ta sẽ cùng đến với một sự kiện ngay sau đây.
Tổng cục Thể dục Thể thao, Ủy ban Olympic Việt Nam đã tổ chức lễ công bố và phát động cuộc thi sáng tác, biểu trưng, biểu tượng vui, khẩu hiệu và bài hát của đại hội. Ban tổ chức cho biết, gần một năm qua đã có 1.478 tác phẩm gửi đến dự thi, trong đó có 910 mẫu biểu trưng, 557 mẫu biểu tượng và 11 bài hát. Ban tổ chức đã tiến hành chấm điểm để chọn ra những tác phẩm xuất sắc lọt vào vòng chung khảo. Và biểu tượng Sao La của tác giả Ngô Xuân Khôi được chấm giải nhất. Và nếu được thông qua, Sao La sẽ được chọn làm linh vật của đại hội. Tuy nhiên biểu tượng này đang nhận được khá nhiều ý kiến trái chiều. Chúng tôi nói là đã chọn được cái biểu tượng vui cho SEA Games. Đó là hình chú Sao La, một cái con vật rất là nhanh nhẹn, nhưng mà rất là quý hiếm và rất là khó khăn để mà bảo tồn cho hiện nay. Vì vậy chúng tôi qua cái hình thức linh vật này, chúng tôi mong muốn người dân biết tới là chúng ta ở thiên nhiên đã ban tặng cho Việt Nam một cái con linh vật, một cái con vật rất là đẹp, rất là đáng yêu như vậy. Thì chúng ta không săn bắt động vật hoang dã, không để bảo tồn thiên nhiên cũng như là sinh thái xung quanh chúng ta. Cái này là quan tâm của cả thế giới cũng như Việt Nam, bởi vì nó là một cái động vật trong sách đỏ của Việt Nam và sách đỏ của cả UNCCN của thế giới nữa. Thế do vậy mà nó là được ghi vào sách đỏ để bảo vệ nó một cách nghiêm ngặt, để mình bảo vệ được cái giống loài quý hiếm này mà nó chỉ tồn tại, tức là chỉ còn khoảng 100 con ở rừng Việt Nam thôi. Thì do vậy mà người ta cố gắng cả quốc tế lẫn Việt Nam là phải tìm mọi cách để bảo vệ Sao La. Theo tôi thì không hợp lý, nhưng mà nếu đã lựa chọn rồi thì chúng ta phải chấp nhận. Vì tôi xin nhắc lại, con Sao La thì nó chỉ là động vật quý hiếm. Nhưng bây giờ chúng ta thử đi xem, có một quyển sách giáo khoa nào, có một câu chuyện nào, có bài ca nào nói về nó không? Hoàn toàn không ai biết cả. Còn chính người Việt Nam, còn chưa mấy người biết con Sao La thì nói chi với người nước ngoài biết gì về con Sao La. Đối với người dân Việt Nam thì rõ ràng là từ bé đến lớn là người ta đều biết con trâu. Con trâu thì nó lại gần gũi chúng ta, nó có sức mạnh. Nếu như không có việc thì tôi thích nhất là vẫn con trâu, nhưng con trâu phải được vẽ lại cho nó đẹp hơn. Với Sao La, loài vật được mệnh danh là kỳ lân châu Á, với vẻ đẹp kiêu hãnh, sự bí ẩn và cổ đại. Cặp sừng của Sao La luôn thẳng, thuôn dài, tạo thành hình chữ V, là biểu tượng của chiến thắng và là đại diện cho chữ Việt Nam. Sao La có thể coi là một biểu tượng cho tinh thần chiến thắng. Hình tượng Sao La với nhiều ý nghĩa cả về môi trường, du lịch lẫn biểu tượng chiến thắng của thể thao, cũng giống như nhiều linh vật khác ở các sự kiện thể thao, cũng ở tình cảnh làm dâu trăm họ khi mà không thể chiều lòng được tất cả dư luận. Cách đây 17 năm thì hình tượng chú Châu Vàng ở lần đầu tiên Việt Nam đăng cai SEA Games là khá thuyết phục, bởi sự gần gũi với đời sống nhân dân từ ngàn năm nay. Tính gần gũi luôn là tiêu chí để các nước trong khu vực lựa chọn linh vật cho SEA Games. Nhưng những biểu tượng này cũng có những số phận ly kỳ để được lựa chọn. Kể từ lần đầu có biểu tượng vui vào năm 1985 ở Thái Lan, cách chọn linh vật của các nước chủ nhà để lại không thiếu chuyện cười ra nước mắt. Gần nhất chính là Philippines 2019 với linh vật Pami. Theo đánh giá của người dân bản xứ, linh vật SEA Games này chẳng giống ai, dường như là một tác phẩm không được đầu tư kỹ, cũng không phải thành quả của một nghệ sĩ xuất sắc, thậm chí là tầm thường. Sự cố Pami kể ra cũng hơi khó hiểu, vì thật chất Philippines đã dự trữ sẵn linh vật. Cội nguồn là tại SEA Games 2005 mà nước này làm chủ nhà. Tất cả đều biết linh vật năm đó là chú đại bàng Philippines tên Gilas, một trong những loài đại bàng lớn nhất thế giới. Nhưng trước đó, chọn lựa của ban tổ chức SEA Games 2005 thật ra là loài khỉ lùn Philippines. Đến khi Ủy ban Olympic nước này quyết định đổi thành Gilas. So với cuộc chiến khỉ lùn và đại bàng, cặp rồng Komodo mang tên Modo cùng Modi được chọn làm linh vật SEA Games 2011 tại Indonesia càng bất ngờ hơn. Nguyên nhân là do ban đầu, chính quyền Palembang đã chọn chú voi Sumatran làm linh vật cho SEA Games 26. Nào ngờ sau đó, từ gợi ý của Tổng thống Susilo Bambang Yudhoyono và Hội đồng Thể thao Indonesia, ban tổ chức chuyển sang Raja Wali, một loài diều hâu của xứ vạn đảo. Sau cùng, như tất cả đều biết, rồng Komodo được chọn khi Indonesia nỗ lực để vườn quốc gia Komodo được công nhận là kỳ quan thứ 7 mới của thiên nhiên. Sau bao rắc rối, những chủ nhà SEA Games nêu trên đều tìm được linh vật có sức thuyết phục ít nhiều. Năm 1985, ở lần đầu chơi trội tạo linh vật cho SEA Games, Thái Lan đã ra mắt chú mèo Siam có tên Wichian Mat. 10 năm sau, ở lần thứ 2 đăng cai SEA Games, ban tổ chức lười tới mức không chọn giống loài khác mà vẫn tiếp tục dùng mèo Siam, chỉ có đặt tên khác là Suwasdi.
Giống như các sự kiện thể thao khác trên khắp hành tinh, chọn linh vật cho SEA Games rõ ràng không phải chuyện dễ, bất chấp nước chủ nhà có nhiều hoặc thiếu lựa chọn. Câu trả lời chính thức về linh vật của SEA Games năm tới sẽ có sau cuộc họp tới đây của ban tổ chức. Không bị chú ý nhiều như chú Sao La trong thời gian qua, nhưng với các vận động viên, huấn luyện viên, những nhân vật chính của đại hội thì chưa bao giờ họ chuẩn bị cho một kỳ SEA Games với tâm thế phấp phỏng như lần này, với ảnh hưởng khách quan từ Covid-19. Vâng, và dù có tổ chức truyền thông và quảng bá tốt đến đâu thì thành tích chuyên môn vẫn là điều được nhắc tới về nước chủ nhà ở mỗi sự kiện. Và thách thức về chuẩn bị lực lượng cũng đang được đặt ra với Việt Nam. SEA Games 31 tổ chức 36 môn thi với khoảng 600 nội dung và chủ yếu tập trung vào các môn trong chương trình thi đấu của Olympic, ASEAN. Để có được một kỳ đại hội thành công mỹ mãn, Tổng cục Thể dục Thể thao đã lên kế hoạch để các bộ môn được đi tập huấn, thi đấu nước ngoài. Triệu tập tập huấn khoảng độ 600 vận động viên, huấn luyện viên, chuyên gia tại 5 trung tâm. Đấy là tập huấn tại trong nước. Còn về kế hoạch chuẩn bị cho nước ngoài thì chúng tôi cũng đã xây dựng kế hoạch các vận động viên trẻ, các vận động viên chuẩn bị cho thi đấu tại SEA Games năm tới thì tập huấn tại một lựa chọn số địa bàn, địa điểm tập huấn là có uy tín, có chất lượng và có trình độ cao. Tuy nhiên, trong một năm đặc biệt gián đoạn vì Covid-19, vận động viên của từng bộ môn vẫn không thể đi tập huấn hay thi đấu quốc tế. Thay vào đó là chờ đợi các giải trong hệ thống quốc gia. Chúng tôi cũng khắc phục dần dần. Trước tiên là chúng tôi cũng không được thi đấu cọ sát, nhưng chúng tôi sẽ xem măng những các đối thủ. Thì chúng tôi sẽ đối thủ đấy là sở trường cái gì thì chúng tôi sẽ cho tập luyện. Vẫn phải suy nghĩ về các chiến thuật, các mục tiêu của mình đề ra để phát huy, cố gắng hơn để đạt được cái mục đích đó. Thôi thì muộn nhưng mình vẫn phải chuẩn bị lại. Và phải làm việc gấp rút hơn, làm việc cường độ cao hơn và có những cái kế hoạch nó phù hợp để làm sao đảm bảo chuyên môn. SEA Games năm tới sẽ rất đặc biệt so với các kỳ đại hội trước đó. Việt Nam sẽ là quốc gia tiên phong đi đầu trong việc tổ chức SEA Games với số lượng nhóm môn thể thao Olympic, Asian Games nhiều nhất từ trước đến nay. Sự đột phá trong tư duy ở đại hội khu vực cộng với những hoàn cảnh khách quan mang đến thách thức lớn cho cả khâu tổ chức và chuyên môn ở thời điểm chạy đua với thời gian như hiện tại.